Đây là đang vô kiếm củi nấu ăn rồi nha các bạn. Đừng quay bằng mặt em vô. Kêu lỡ bộ là bộp bộp mình đang nghe. Gà là vô. Ừ. Ơi, trời đất ơi. Ừ, cái đó nằm đó đó, hay vậy đó. Mình quay trở lại thiệt chưa nữa rồi. Đây là thầy củi nè ha. À. Đàn lông ở lỗ. Này là thử tài là món gì? Đùi gà chiên hả? Đùi gà chiên nước mắm. Tôi giỏi quá. Ồ, nghe cũng hấp dẫn quá trời nè. Rồi bây giờ là món gà kho gừng nha các bạn. Ăn bếp củi nha các bạn.